Chào tất cả các em, cô rất vui được gặp lại các em trong tuần học mới. Để khởi động cho ngày học hôm nay thì cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài tập đọc tặng cháu. Cô mời các em đến với phần đầu tiên, phần luyện đọc. Các em nghe cô đọc mẫu. Tặng cháu, vở này ta tặng cháu yêu ta, tỏ trước lòng yêu cháu gọi là, mong cháu ra công mà học tập, mai sau cháu giúp nước non nhà. Hồ Chí Minh. Ở bài đọc này, các em lưu ý cho cô những từ khó đọc sau đây. Từ này mang gần ay, y dài ở cuối gần này. Từ tặng cháu, tiếng tặng mang gần ăn, tiếng cháu mang gần a u au, tặng cháu. Từ lòng yêu, tiếng lòng mang gần ông, lưu ý âm o ở đầu gần. Tiếng yêu mang gần i e u yêu, lòng yêu. Từ ra công, tiếng ra, lưu ý cho cô âm R. Tiếng công mang vần ông, âm ô ở đầu vần, ra công. Từ mai sau, tiếng mai mang vần ai, chú ý y ngắn ở cuối vần. Tiếng sau, âm sờ ở đầu vần, mai sau. Từ nước non, chú ý cho cô vần ướt, vần on, nước non. Các em cùng đọc lại với cô. Này, tặng cháu, lòng yêu, ra công, mai sau, nước non. Ngoài ra, chúng ta còn có từ khó hiểu nữa. Đó là từ nước non, dùng để chỉ đất nước, tổ quốc. Để có thể đọc một cách dễ dàng và tốt nhất, các em hãy chú ý cách nhắc nhịp và nghỉ hơi sau mỗi dòng thơ. Các em nghe cô đọc lại một lần nữa. Tặng cháu, vở này ta tặng cháu yêu ta, tỏ trước lòng yêu cháu gọi là, mong cháu ra công mà học tập, mai sau cháu giúp nước non nhà. Hồ Chí Minh. Ở nhà, các em hãy luyện đọc lại bài thơ này, kết hợp với việc ngắt nghỉ hơi mà cô vừa hướng dẫn nhé. Còn bây giờ, chúng ta sẽ bước qua phần tìm hiểu bài. Câu thứ nhất, Bác Hồ tặng vở cho ai? Cô gợi ý cho các em nhé. Các em hãy quan sát tranh và đọc lại hai câu thơ dưới đây. Vở này ta tặng cháu yêu ta, tỏ trước lòng yêu cháu gọi là. Các em đã có câu trả lời chưa? Câu trả lời sẽ là Bác Hồ tặng vở cho các bạn học sinh, hoặc là Bác Hồ tặng vở cho các bạn nhỏ. Câu thứ hai, Bác mong các cháu làm điều gì? Cô gợi ý cho các em nha. Các em hãy đọc lại hai câu thơ cuối của bài. Mong cháu ra công mà học tập, mai sau cháu giúp nước non nhà. Câu trả lời, Bác mong các bạn nhỏ ra công mà học tập để sau này giúp nước nhà. Hoặc là Bác mong các bạn học sinh chăm chỉ học hành để trở thành người có ích cho đất nước. Sau khi trả lời xong các câu hỏi có trong bài, em có đoán được bài thơ nói về điều gì không?
Bài thơ nói lên tình cảm yêu mến của Bác Hồ với các bạn học sinh và mong muốn các bạn hãy chăm học tập để trở thành người có ích cho đất nước. Vậy trong thời gian nghỉ học ở nhà để phòng chống dịch bệnh COVID-19, các em hãy tiếp tục học tập trên trực tuyến thật chăm chỉ, đừng để dịch bệnh làm ảnh hưởng đến việc học của mình các em nhé. Để kỹ năng đọc của các em được tốt hơn, cô mời các em đến với phần bài tập. Bài 1, các em sẽ đọc các từ ngôi sao, cao, rau cải, màu sắc, tờ báo, trắng phao. Sau đó, tìm và viết lại hai tiếng có vần ao, vần âu vào chỗ chấm. Hai tiếng có vần ao sẽ là cao, báo. Hai tiếng có vần âu sẽ là màu, sau. Bài 2, em hãy đọc 4 ô chữ dưới đây, rồi sắp xếp các ô chữ thành câu và viết lại vào ô trống. Chú ý khi viết lại câu, chữ Bác Hồ em sẽ viết hoa con chữ bờ, con chữ hờ và cuối câu có dấu chấm. Vậy các ô chữ sẽ được sắp xếp như sau. Số 3 sẽ là ô chữ để lớn lên và ô chữ giúp nước nhà là số 4. Và câu em viết lại sẽ là Bác Hồ mong bạn học sinh ra công học tập để lớn lên giúp nước nhà. Vậy là cô vừa hướng dẫn xong cho các em phần bài tập ở nhà. Các em nhớ học thuộc lòng bài thơ và hoàn thành bài ở vở bài tập nhé. Cô thương chúc các em có những ngày học ở nhà thật vui vẻ. Cô chào tất cả các em.